Tắm sông tắm suối dễ bị kéo lắm, cẩn thận nghe chưa. Hôm nay là món bánh bắp hấp với Quỳnh, và nghe câu chuyện được gửi bởi bạn Tuấn Tú nha. Tú là sinh viên năm nhất đại học, chơi chung với nhóm bạn ở câu lạc bộ bóng đá là gồm 5 người. Tụi nó bàn nhau là mỗi hè tới thì sẽ về quê của một đứa để chơi. Vì mới năm nhất thôi cho nên tụi nó bày nhau rút thăm xem đứa nào may mắn được về đầu tiên thì đó là thằng Hưng. Quê của thằng Hưng ở Hậu Giang, ok cả đám sẽ quyết định về đó chơi. Và cái ngày đó cũng đã đến. Đúng là ở quê khác hẳn với thành phố, không có ồn ào xe cộ và không khí rất là trong lành. Tụi nó mới hỏi là Hưng ở đây có trò gì chơi để vui không. Hưng nó mới nói có một trò chơi ở đây rất là thú vị, đó là nhảy cầu. Gần đó có một cái con sông và có một cái cây cầu phía trên, không có cao lắm đâu. Hồi đó Hưng với mấy đứa ở trong xóm cũng chơi hoài à. Thế là cả đám quyết định sẽ chơi trò đó. Ở dưới dòng sông đó nước rất là trong luôn, và đứa nào cũng biết bơi nên là không phải lo gì hết. Một đứa, hai đứa, ba đứa nhảy và cuối cùng cũng tới được Tú. Tú nhảy xuống nước và chìm hẳn xuống nước sâu. Vì có đeo kính bơi mà cho nên Tú mở mắt vô tay đạp chân chuẩn bị ngôi lên bờ. Thì trong một thoáng nhìn thấy đó, cảnh tượng trước mắt đã làm cho Tú hoảng loạn. Trong màn nước đó Tú thấy một cái đầu xỏa dài, hai con mắt đen thui với cái miệng đang hả hỏng. Hốt hoảng trồi lên bờ thật nhanh, sau đó kể lại cho tụi nó nghe, nhưng mà không có đứa nào tin hết á. Thằng Hưng nó mới nói mày đừng có nói bậy bạ, ở đây trước giờ chưa bao giờ xảy ra tai nạn đuối nước nào hết nha. Tú cũng nghĩ chắc là mình bị hoa mắt. Thế là tụi bạn rủ chơi lại lần hai cho can đảm hơn. Tú cũng lấy lại bình tĩnh và tham gia với tụi nó. Và khi Tú nhảy xuống, cơ thể lại chìm xuống nước sâu. Kỳ này Tú không trồi lên được nữa. Tú mở mắt cho nên thấy rất rõ cái đầu tóc xõa đã quấn chặt chân mình. Tú ráng hết sức mình vùng vẫy trồi lên và kêu cứu. Tụi bạn ngồi trên cứ nghĩ là Tú làm trò cho nên là cười lớn, nhưng mà cảm thấy có gì đó không ổn nên thằng Cường với Hưng đã nhảy xuống và kéo Tú vào bờ. Nhờ như vậy mà Tú đã thoát. Tú sợ hãi cho nên tụi nó đã quyết định về nhà. Khi bình tĩnh lại, Tú đã kể mọi chuyện. Ba của Hưng mới nói sông suối lúc nào cũng có những thứ ấy, nhiều khi hạt tuổi nó kéo xuống hỏng chừng.